Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 nghi phạm. Theo đó, trong thời gian từ tháng 10 năm 2020 cho đến nay, 5 nghi phạm này đã gây ra hơn 40 vụ hack Facebook, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng của khoảng 20 bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. 5 nghi phạm bao gồm Nguyễn Văn Anh, 23 tuổi, chủ mưu, Từ Thái Nguyên, 20 tuổi, Phí Văn Hưng, 23 tuổi, Phùng Văn Nam, 23 tuổi và Nguyễn Văn Luân, 26 tuổi, cùng chú tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, bị tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và che giấu tội phạm. Theo điều tra ban đầu, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân không trực tiếp đến ngân hàng giao dịch mà thường liên hệ trên mạng xã hội bằng hình thức chuyển khoản. Nhóm nghi phạm trên đã bàn bạc thống nhất hack Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản sau khi chiếm quyền kiểm soát Facebook để chiếm được lòng tin của bị hại, năm nghi phạm đã mua một số những tài khoản ngân hàng trùng tên với chủ tài khoản Facebook. Khi có người nghi ngờ gọi video call, nhóm này sử dụng đoạn video ghi hình khuôn mặt chủ tài khoản đã cung cấp từ trước. Vì vậy, các bị hại tin tưởng tuyệt đối và chuyển tiền cho nhóm này. Sau khi biết hành vi phạm tội của mình đã bị cơ quan công an phát hiện truy tìm, Văn Anh và Nguyên đã liên hệ với Nam, Luân và được hai thanh niên này đưa đi trốn. Bước đầu điều tra, cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh xác định, trong thời gian từ tháng 10 năm 2020 cho đến nay, nhóm nghi phạm trên đã gây ra hơn 40 vụ hack Facebook, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng của khoảng 20 bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ tăng vật của vụ án gồm có một ô tô, một bộ máy vi tính, hơn 70 triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan. Hiện công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.